Vâng, tình trạng hiện tại của Thái Nguyên thì sau một cái thời gian mưa mà ngập ấy, thì anh em gặp rất là nhiều cái tình trạng mà anh em xe bị ngập trong nước. Đấy, em thì em làm gara thì em sẽ có một số cảnh báo cho anh em để trước khi tránh có những cái hư hại nó xảy ra đến cho anh em nhiều hơn và để giảm thiểu chi phí khi mà anh em chẳng may gặp phải. Đấy, cho những cái xe ngập nước thì nếu như mà xe nó bị ngập nước thì anh em nên tháo ngay cái ắc quy của anh em ra. Đấy, tháo ngay ngay cọc âm và cọc dương của ắc quy ra để tránh cho trường hợp là khi mà ngập lên ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chi tiết hộp này, hỏng hết hộp và nó sẽ gây chập điện cho những cái hộp mà phải xử lý rất là nặng. Và thứ hai là khi mà anh em xe đã bị ngập rồi thì anh em tuyệt đối không nên đánh xe đi ra, không nên nổ máy để mà đánh đi ra ngoài. Anh em nên về số N và về gọi ngay cứu hộ đến để anh em kéo về gara để tiến hành sửa chữa để hạn chế cái trường hợp khi mà bật on chìa khóa lên là nó sẽ hệ thống điện nó sẽ đang bị có nước và nó sẽ chập điện, và cái khi mà cái nổ máy lên là cái máy của động cơ của anh em nó đang có nước tích tụ ở những cái phần cố hút này và nó sẽ hút vào động cơ, nó sẽ làm hỏng cái động cơ đi nhá, và phải xử lý lại hoàn bộ cái hệ thống nội thất chở trong bên trong xe này để tránh gây mùi và hỏng hết các chi tiết điện trong xe. Đấy, anh em nào mà đang bị cái tình trạng là xe bị ngập nước này anh em nên chú ý anh em nhá.